lên nhà thương nha, để đi xin. Sáng sớm chạy xe lên thành phố, lên nhà thương để đi xin nó trả góp. Xin nó trả góp nha. Tại vì 7.000 mấy ai trả nổi. Bây giờ ở nước Mỹ mà muốn vô nhà thương phải trải qua 5 thằng cảnh sát nó khám. Thấy như phim xin bảo hiểm không? Như phim xin nhà thương không? Bây giờ quay cái cảnh mà lên chỗ nhà thương này. Trước khi vô nhà thương á, phải chạy qua 4 thằng hoặc là 5 thằng cảnh sát nó khám. Nước Mỹ nó nhiều kẻ thù lắm. Thấy không? Đó. Coi nó vô được này có được không? Bố mẹ nó không cho vô cảnh sát không à. Bố mẹ nó không cho vô. Để vô đường kia. Thấy không? Thấy chưa? Nó đâu có cho vô đâu. Quay đầu lại. Bố mẹ nó. Lên thì xin nó trả góp. Ô mẹ nó, gần 8.000 đồng ai trả nổi. Gần 8.000 đồng. Đấy cái nhà thương không? Đấy nhà thương không? Đây là nhà thương không này. Lên đây xin nó trả góp mà vô. Trước khi vô nhà thương phải trải qua 5 thằng cảnh sát chứ. Không phải đơn giản đâu. Nước Mỹ nó nhiều kẻ thù lắm. Đấy thấy nhà thương không? Bố mẹ nó vô không được cảnh sát. Vô nó bắt được cởi áo này. Túi móc ra hết. Có cái gì lấy ra hết. Qua cái máy quay được một lần nữa không cho vô. Thấy không? Vô không được. Bố mẹ nó nước thêm đường. Phải quay trở lại nữa. Định vô nhà thương à. Để nói chuyện với nó xin nó trả góp mà. Bố mẹ à. Không có đường ra này chứ mới chết. Vô đây lộn mẹ nó. Để quay lại nha. Quay lại cái nhà thương. Ở Mỹ vô nhà thương phải chạy qua 5-6 thằng cảnh sát rồi. Nó nhiều kẻ thù quá, nước thiên đường. Không. Vô đó phải cởi áo ra nè. Móc thấy cái nhà thương không? À, thấy cái nhà thương chưa? Mà vô mình vô không có chỗ đậu xe, vô nó phải khám mà. Vô nhà thương xin nó trả góp mà. Vô đường này. Phải xin nó trả góp. Mẹ nó gần 8.000 nó cho trả một lượt sao trả nổi. Cây chết mẹ nó. Nhà thương đây, thấy UPMC chưa? Nhà thương chưa? Đó. Vô trong đó nó không cho quay phim nha, tại nó cảnh sát nó gác đó, UPMC đó nhà thương không? Đây. Vô nhà thương xin nó trả góp mà, xin trả 3 lần. Xin trả góp mà, nó cho mà. Vô đây phải giày nè. Trong túi có cái gì phải móc ra hết. Trước khi bước vô cổng nhà thương đó. Thấy nhà thương không? Đây nè, mình mà nó không cho lấy xe cảnh sát không? Đó, nhà thương đó. Không lấy cảnh sát không? Đâu phải đơn giản đâu. Bố mẹ đã phải muốn vô là vô đâu. Nước Mỹ. Mẹ nó. Nước thiên đường kẻ thù nhiều quá. Đây. Vô xin nó trả góp. Làm 3 lần trả góp. Đây nè, nhà thương đây nè. Nó vô trong đây nó cấm quay phim. Tại nó có cảnh sát nó gác. Nhà thương này. Nó UPMC này. Ở Việt Nam thì mình không biết có vô nhà thương có cảnh sát nó gác không thì nó bắt cởi áo lạnh ra, trong túi có gì móc ra hết, không để cái gì trong túi hết. Đó. Rồi phải chạy qua cái máy. Rồi. Chạy qua cái máy. Rồi. 3-4 thằng cảnh sát nó khám mình. Thấy nhà thương chưa? Thấy cảnh sát chưa? Cảnh sát ngầm đó, thấy không? Đó, cảnh sát đó, cảnh sát chìm đó. Đi nhà thương phải qua biết bao nhiêu cái máy. Ô mẹ, nó lồn. Thấy nhà thương chưa? Thôi vô thôi. Bố mẹ nó vô. Nó không cho vô cảnh sát nữa cơ. Để con bị đứng kia. Con đứng kia. Ô. Phải chạy qua 4 thằng cảnh sát. Chạy qua bên kia. Đậu đến nó phải.
đêm mấy thằng lùn này nó bắt nó phạt. Đậu định vô xin nó trả góp mà. Xin nó trả góp 3 tháng. Mẹ nó mấy thằng lùn. Thế thằng ba que mấy ba sặc lùn đi bệnh viện phi. Mẹ vô đây mà chạy qua mấy thằng cảnh sát này kìa. Không có đơn giản đâu. Đi bác sĩ Mỹ hả? Bố mẹ nó phải chạy qua biết bao nhiêu mấy thằng cảnh sát kia, nó cấm vô kìa. Nước thiên đường nó nhiều kẻ thù quá. Nước thiên đường nó nhiều kẻ thù quá, xảy xe cảnh sát không? Bố mẹ cảnh sát gầm á. Làm quạng vô nó bắt chết mẹ. Thôi buông, vô xin nó trả góp cái. Ok.